Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến cái video tiếp theo với cái chủ đề đó là tài chính cho giám đốc. Thì hôm nay thì chúng ta đến cái một cái nội dung, một cái chủ đề nhỏ trong cái phần tài chính cho giám đốc, đó chính là cái phần định giá doanh nghiệp và huy động vốn. Thì đây cũng là một trong những cái nội dung cũng khá là quan trọng mà tôi cũng nhận được khá là nhiều cái câu hỏi đối với chủ doanh nghiệp trong cái quá trình khi mà chúng ta thực hiện gọi thêm cổ đông đóng góp, thế rồi là có thể là các cái thực hiện các cái giao dịch vay vốn từ hệ thống ngân hàng. Đấy, thế thì trong cái nội dung của phạm vi này thì hôm nay thì chắc là thời lượng khoảng độ 30 phút gì đấy, thì tôi sẽ chia sẻ trong cái phần này và sau đó thì sẽ giải đáp các cái câu hỏi trong tuần của anh chị. Với cái nội dung thứ nhất ấy, đó là căn cứ pháp lý. Thì để giới hạn trong cái nội dung mà định giá doanh nghiệp thì cũng phải báo cáo anh chị rằng phần định giá là một nội dung rất là khó rồi. Rất khó. Khá nhạy cảm. Bởi vì tất cả các cái hoạt động giao dịch mua bán của cá nhân, của tổ chức thì trong quá trình khi giao dịch đấy thì cái giá trị mà khi mà giữa bên mua và bên bán nó được thể hiện và nó được quy định ở trong luật giá. Thế ngoài cái vấn đề đó ra thì khi mà các cái sản phẩm, các cái dịch vụ đó mà được thực hiện mà phải định giá lại, thế thì phạm vi nó rất là rộng, có rất nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải bàn cả ở đây. Thế rồi tiếp nữa sau đó cái phạm vi thu nhỏ hơn đó là định giá doanh nghiệp, mà định giá doanh nghiệp thì cũng là một cái nội dung rất khó. Trong chuyên ngành thì có cái nội dung mà kiểm toán và định giá. Khi mà thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp ấy, thì nó sẽ có cái nội dung liên quan đến định giá. Có thể có cái doanh nghiệp nhà nước định giá rồi kiểm toán rồi hàng năm xác định lại các cái giá trị của doanh nghiệp, nhất là các cái công ty trên sàn. Thì các cái thẩm định viên thực hiện các cái vấn đề này. Đấy, thì tôi cũng báo cáo là nó khá là khó là như vậy. Tuy nhiên rằng đó là gì, tôi cũng muốn là trao đổi là thì nó co lại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đấy, trong một cái phạm vi mà làm thế nào đó để mà chúng ta thể hiện được, chúng ta biết được doanh nghiệp chúng ta đang có giá trị là bao nhiêu, tổng cái giá trị tài sản của doanh nghiệp của chúng ta là bao nhiêu, thế rồi là nó hình thành bởi các cái nguồn nào, và khi mà chúng ta muốn gọi thêm vốn góp của các cổ đông hoặc là các cổ đông đã tham gia góp vốn rồi thì chúng ta phải biết là gì. Tức là chúng ta thả cái tiền đấy vào trong một cái doanh nghiệp để góp vốn thì tổng tài sản của doanh nghiệp là bao nhiêu, và cái giá trị ghi sổ, giá trị sổ sách và cái giá trị đánh giá lại giá trị thực tế của nó còn là cái gì. Đấy, thì cái trong cái phạm vi mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là góc nhìn những cái sơ khai căn bản để với vai trò là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cái doanh nghiệp mà chúng ta thực hiện cũng hình dung ra được về cái tài sản của doanh nghiệp của mình như thế nào và những cái nội dung liên quan đến cái tài chính khi mà chúng ta gọi vốn thêm, huy động vốn thì chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang ở đâu, tài sản chúng ta như thế nào, giá làm sao. Đấy, và trong quá trình khi chúng ta vay tiền hay chúng ta huy động thêm tiền thì để chúng ta biết được, từ đó chúng ta không bị nó rơi vào hai cái trạng thái, đó là rất nhiều các doanh nghiệp, rất nhiều các chủ doanh nghiệp cứ nghĩ rằng là mẹ mình có cái giá trị doanh nghiệp rất là ghê, nhưng thực ra đấy là ảo tưởng. Mà có rất nhiều doanh nghiệp thì có giá trị rất lớn nhưng cuối cùng lại bỏ qua khi mà gọi thêm cổ đông các thứ tham dự vào. Đấy, thì qua cái nội dung này thì tôi cũng muốn trao đổi với anh chị như vậy. Thì vì văn bản pháp luật đấy thì có ba cái văn bản chính, đó là luật luật giá, luật doanh nghiệp và luật kế toán, để từ đó nó thể hiện được các cái thông tin tài chính trên doanh nghiệp. Thế thì chúng ta vào cái nội dung thứ nhất là định giá doanh nghiệp ấy, thì bản chất là xem là doanh nghiệp nó có tổng cái tài sản tại cái thời điểm đó là bao nhiêu tiền và nó hình thành bởi những cái nguồn nào. Thì đây là một trong những cái phương pháp, một trong những cái nội dung mà căn bản nhất mà cũng là cái nội dung mà dễ làm mà đơn giản nhất, đó là định giá dựa trên cái giá trị tài sản tại cái thời điểm mà chúng ta xác định như vậy. Thế thì khi mà chúng ta thực hiện ấy, mở doanh nghiệp ra, quá trình hình thành hoạt động
Đấy thì chúng ta mới thực hiện ghi chép chứng từ sổ sách kế toán và nó thể hiện ra trong cái bộ báo cáo tài chính ấy, thì nó có cái bảng thứ nhất là bảng cân đối kế toán. Mà trên cái bảng cân đối kế toán này thì nó sẽ thể hiện được tổng cái tài sản của doanh nghiệp và tổng cái nguồn hình thành của doanh nghiệp. Đấy, tổng cái tài sản thì nó chia thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Đấy, thế thì khi mà chúng ta thể hiện ở đây nó liên quan đến cái nội dung là khi chúng ta đọc cái báo cáo tài chính ấy, cái nội dung này không có nghĩa là giám đốc không đọc được, không biết. Đấy, thì trong cái nội dung này tôi cũng chia sẻ để anh chị thấy khá là đơn giản. Kể cả góc độ của anh chị kế toán, khi đưa cho ban giám đốc một cái bảng cân đối kế toán thì cũng phải chỉ cho giám đốc được là gì. Đây, tổng tài sản của doanh nghiệp của mình tại cái thời điểm mà lập báo cáo này nó gần này tiền. Thì bao gồm có là cái gì? Có tiền, mặt tiền ngân hàng, có. Thế rồi là công nợ phải thu, rồi hàng tồn kho, tài sản cố định, vân vân. Những cái thứ đấy mà chúng ta phải hình dung ra được là gì? À, vậy thì tổng tài sản của chúng ta đang có bao nhiêu tiền? Đó là cái giá trị sổ sách mà chúng ta đã ghi chép tổng hợp lên báo cáo tài chính. Đấy, anh chị lưu ý giúp cho tôi trong vấn đề này. Thế thì khi mà chúng ta thống kê, chúng ta nhìn trên hệ thống sổ sách có tổng cái tài sản như vậy, thì cái tài sản này nó có thực là còn đang là giá trị như thế không? Đấy, tôi lấy ví dụ như có rất nhiều cái tài sản nó liên quan đến công nghệ. Ví dụ như cái điện thoại chúng ta mua cái thời điểm đó là 30 triệu, nhưng nay bán chắc được khoảng 10 triệu. Giá trị sổ sách mua là 30 triệu, khấu hao mất khoảng 10 triệu, trên giá trị sổ sách là 20 triệu, mang bán có thể chỉ còn 5 triệu, 10 triệu. Thì tương tự như vậy, các cái dây chuyền máy móc của chúng ta cũng thế, xe cộ cũng vậy, tất cả các cái tài sản. Cho nên là gì, trên cái bảng cân đối kế toán của chúng ta ấy, mà thể hiện ấy, là giá trị sổ sách, là quá trình chúng ta ghi mà chúng ta thể hiện ở trên đó. Thì khi mà chúng ta đánh giá là chúng ta kiểm kê lại và chúng ta xác định lại cái giá trị đấy để mà đấy, bây giờ tôi lấy ví dụ là tổng tài sản doanh nghiệp đang có là bao nhiêu, và bây giờ tôi gọi thêm một ông nữa vào góp vốn thì sẽ được tính như thế nào, làm thế nào để cho công bằng giữa người trước người sau. Đấy, thế thì nó mới hình thành lên là gì, đối với chủ doanh nghiệp người ta nhìn trên bảng cân đối kế toán này, đối với kế toán vậy thì cũng phải giải thích được là gì. Đấy, nhìn đây, tổng tài sản của chúng ta đang là bao nhiêu, mà nó cũng có mấy cái chỉ tiêu rất đơn giản này thôi, chứ không thể nào nói là gì, tôi làm giám đốc nhưng mà vì tôi không học trong chuyên ngành tài chính cho nên là gì, tôi không biết một cái gì này. Vì anh làm cái vấn đề này, công việc đấy, trách nhiệm anh buộc phải biết. Đúng không ạ? Thì tôi đang nói với anh chị là tổng tài sản. Cái tổng tài sản mà xác định, đánh giá, lấy ví dụ là có khoảng 10 tỷ. Thế thì còn bên nguồn vốn, có thể là giá trị sổ sách nó đang là 12 tỷ, nhưng khi đánh giá lại nó chỉ còn 10 tỷ thôi. Thì có một số những cái thứ nó không có giá trị sử dụng nữa. Giá trị sổ sách thì vẫn còn, nhưng giá trị sử dụng không còn nữa. Đấy, thì để chúng ta xem thêm là cái tổng tài sản này của chúng ta đang còn bao tiền. Đây cũng là một trong những vấn đề rất là quan trọng. Nó còn có một cái trường hợp nữa là khi mà trong cái tài sản này nó, ví dụ như có một số các tài sản mà giá nó tăng lên. Đấy, ví dụ như những cái cuộc khủng hoảng kinh tế. Đấy, ví dụ như có những cái đợt mà gì, tự nhiên giá nguyên vật liệu nó tăng vọt này, thậm chí nó tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Thế vậy thì cái thời điểm mà chúng ta mua cái nguyên vật liệu đầu vào mà đang để trong tồn kho ấy, có thể có những cái doanh nghiệp lớn hàng trăm tấn, hàng nghìn tấn ấy, thì nay bây giờ cái giá ấy, nó tăng lên. Thời điểm trước mua có 5 tỷ, bây giờ trong thực tế mà phải đi mua là nó lên tới khoảng 15 tỷ. Thì thể hiện ở trên cái báo cáo cân đối kế toán, báo cáo tài chính chúng ta thể hiện ra là cái trung thực với hệ thống sổ sách. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện để xác định giá trị thật của doanh nghiệp tại thời điểm đó, thì chúng ta phải biết được là à, nó được khoảng bao tiền, là mang lại lãi hay lỗ cho doanh nghiệp trong vấn đề này. Rồi, hoặc là doanh nghiệp có một cái tòa văn phòng tại thời điểm hình thành tài sản, ví dụ khoảng 10 tỷ, sau 10 năm cái nhà đấy, cái văn phòng đấy do lợi thế thương mại nó có thể tăng lên khoảng 100 tỷ. Thế thì cái bảng cân đối kế toán theo giá trị sổ sách mà chúng ta đã thể hiện
trung thực trên hệ thống giấy tờ chứng từ. Và đến lúc chúng ta định giá lại, chúng ta xem là giá trị thực nó đang còn là bao nhiêu, chúng ta kiểm kê, chúng ta kiểm tra, đánh giá rồi xác định, để từ đó chúng ta có thể huy động thêm cái nguồn vốn này, có thể vốn bằng từ khoản vay, vốn có thể từ các cổ đông khác có vào. Để từ đó chúng ta nắm được là tổng cái tài sản của doanh nghiệp chúng ta đang có là bao nhiêu tiền theo giá trị sổ sách và theo giá trị thực hiện tại. Thế còn tất nhiên nó còn các cái công ty lên sàn rồi, nó còn theo giá trị giao dịch, rồi là có thể là có các cái công ty mà còn gọi vốn theo các cái doanh nghiệp mà startup còn định giá trong tương lai nó sẽ kỳ vọng đạt được thế này thế kia vân vân. Đây tôi đang nói một cái cách rất là một cái phương pháp xác định về giá trị tài sản, một cái phương pháp về giá trị tài sản tại cái thời điểm đó. Thế còn bên này thì từ đó chúng ta hình thành tổng cái tài sản theo đúng phần ghi chép của sổ sách, thì lập tức lúc đó là liên quan đến nợ phải trả, mà các cái nợ phải trả này cũng có thể các khoản vay, khoản nợ nhà cung cấp vân vân, tất cả các khoản nợ phải trả trong kế toán đó là cái đầu ba đấy, tài khoản đầu ba, còn cái là đầu một đầu hai. Thì chúng ta lấy tổng cái tài sản này, chúng ta trừ đi cái nợ phải trả này, thì chúng ta xác định ra cái nguồn vốn chủ, nó có thể tăng lên so với cái vốn mà chúng ta đã góp hoặc có thể giảm xuống so với cái giá trị tài sản mà chúng ta góp. Để từ đấy chúng ta biết được là vậy thì một trong những cái báo cáo rất quan trọng, kể cả kế toán, kể cả giám đốc, là chúng ta, kể cả chủ đầu tư, đúng không? Thì mới quay lại câu chuyện là gì? Anh thành lập doanh nghiệp, anh gọi tôi là cổ đông, tôi góp cho anh 1 tỷ, thì bây giờ tôi phải biết là tài sản của tôi nó đang còn ở đâu, thể hiện ở trên báo cáo, nó nằm ở chỗ nào, vị trí nào trong doanh nghiệp. Và cái 1 tỷ đấy bây giờ cái giá trị tài sản nó tăng lên hay là nó giảm đi, hay là nó lỗ hết cái phần vốn chủ rồi, thì với vai trò của bộ phận kế toán, của ban giám đốc, phải giải trình được, phải cung cấp được cái thông tin đấy cho chủ đầu tư. Đấy, thế cho nên nó mới có cái khái niệm cung cấp cái báo cáo tài chính, đọc phân tích các cái báo cáo tài chính và giải thích được, giải thích được để chúng ta biết được là tài sản của chúng ta đang có là bao tiền. Đó, đấy, tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn. Đấy là một trong những nội dung đầu tiên trong cái báo cáo, bộ báo cáo tài chính mà chúng ta cần phải biết. Mà từ đó chúng ta đi định giá doanh nghiệp là chúng ta xác định mấy cái chỉ tiêu này thôi. Đấy, thì các anh chị làm giám đốc luôn luôn yêu cầu kế toán hàng tháng, hàng quý cho tôi cái báo cáo này. Trên hệ thống phần mềm nó cung cấp cho chúng ta các cái thông tin số liệu, thì đối với giám đốc là phải vào đấy xem được tình hình, thế là gì, tài sản của chúng ta là bao nhiêu, nguồn vốn như nào, công nợ phải thu nào, công nợ phải trả nào, hàng tồn kho như nào, tất cả những cái thông tin này nó thể hiện trên số liệu trên hệ thống phần mềm. Và đến một cái nội dung thứ hai cũng khá là quan trọng, đó là cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thế cho nên là khi mà chúng ta vào hoạt động kinh doanh thì kiểu gì chúng ta cũng phải lập một cái kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến, hay được gọi viết tắt, người ta hay gọi là P&L. Thì cái báo cáo này mọi người cứ kêu là không học trong tài chính cũng kêu khó. Thực ra nó không khó. Bản chất nó chỉ có 3 cái chỉ tiêu thôi, đó là doanh thu. Khi chúng ta ra hoạt động kinh doanh thì cái kết quả hoạt động của chúng ta đó là doanh thu, chúng ta sẽ bán được bao nhiêu tiền, doanh số của chúng ta. Cho nên mỗi một cái phương án kinh doanh, đúng không? Thì người ta sẽ thể hiện được là cái quy mô của doanh nghiệp, cái khả năng mà cái doanh thu của chúng ta đạt được là bao nhiêu tiền. Ví dụ như là doanh nghiệp sản xuất thì maximum của cái dây chuyền, của cái diện tích của cái nhà máy đấy thì sẽ sản xuất ra được sản lượng bao nhiêu, và tương ứng với giá của nó thì ra được doanh thu bao nhiêu. Thế còn muốn mở tiệm doanh thu tiếp thì phải mở rộng thêm nhà máy. Đấy là ví dụ. Hoặc đối với đơn vị dịch vụ tư vấn thì với quy mô, với diện tích, với sức chứa, với số lượng con người thì maximum đạt được là bao nhiêu. Một trong những cái chỉ tiêu rất quan trọng của cái phương án kinh doanh, cái kết quả đồng kinh doanh chính là doanh thu.
Rồi chúng ta có thể là gì, trong doanh thu nó có rất nhiều các cái nhóm hàng sản phẩm dịch vụ, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm hàng dịch vụ nào để mang lại lợi nhuận lớn nhất, hay là cái nhóm hàng dịch vụ nào để chúng ta có được thị phần lớn nhất, hay cái nhóm hàng dịch vụ nào để chúng ta có thể không bị giới hạn số lượng doanh thu về. Ví dụ như trên hệ thống nền online mọi thứ nó auto tự động, trong cái nền tảng nó đã được mở rộng, chúng ta tha hồ để khai thác. Thế thì đối với chủ doanh nghiệp, giám đốc của doanh nghiệp không thể nào mà không biết cái báo cáo này được. Phải lập kế hoạch. Chúng ta phải lập kế hoạch và xong chúng ta phải xem báo cáo của định kỳ. Đầu năm phải có kế hoạch để xác định dự kiến năm nay doanh thu bao nhiêu, chia nhỏ ra các quý. Sau đó tiếp chia nhỏ ra các tháng, hàng tuần, hàng ngày chúng ta biết được để xem là các cái hoạt động doanh thu này nó có đạt được kỳ vọng không? Khó khăn ở điều nào để chúng ta có thể khắc phục. Thế mà từ cái doanh thu này chúng ta có thể chẻ nhỏ thành các cái nhóm hàng hóa dịch vụ để chúng ta phân tích. Tiếp theo sau đó là chi phí. Thì toàn bộ tất cả các khoản chi phí thì nó có thể là gì, trong chế độ kế toán nó chi phí là giá vốn, chi phí là quản lý, chi phí là bán hàng, chi phí là tài chính, vân vân. Chúng ta chẻ nhỏ cái thứ này ra. Thì ở trong doanh nghiệp chúng ta có thể chẻ, hoặc là trong nhu cầu quản trị của chúng ta có chẻ cái chi phí này ra. Đến cỡ nào thì do nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Giám đốc mà lại bảo là gì, tôi không biết chi phí là gì. Trong tí nữa nó còn có báo cáo dòng tiền nữa. Thì cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này nó sẽ thể hiện được cái sự lãi lỗ của doanh nghiệp. Lấy cái doanh thu trừ chi phí thì ra lợi nhuận. Nó ra được cái lợi nhuận này thì nó có một cái điểm nữa. Đó là cái tỷ lệ lợi nhuận trên tổng cái doanh thu này là bao nhiêu tiền. Nó dựa vào yếu tố ngành, ngành nghề. Cái ngành nghề đấy tỷ suất sinh lời là 1%, hay là 10%, hay 20%. Nó sẽ có những cái chuẩn chung của ngành. Để làm thế nào để chúng ta kích doanh thu, giảm được chi phí, ra được kỳ vọng của lợi nhuận. Đó là một điều rất là quan trọng. Vậy thì tôi tóm tắt như thế này, cũng hy vọng rằng những cái nội dung mà nó mô phỏng nó đơn giản hóa như thế này, rất hy vọng được là gì, nó sẽ cung cấp cập nhật được các cái thông tin cho những anh chị làm giám đốc. Thấy được những cái thứ này nó rất là đơn giản, để từ đó anh chị có thể yêu cầu bên bộ phận kế toán thực hiện. Thế mà nó có một cái điểm này lưu ý, kể cả các anh chị làm giám đốc cũng như các anh chị làm kế toán. Tránh trường hợp đó là giám đốc thì đưa yêu cầu kế toán mà nó lại không có một kiến thức gì liên quan đến chuyên ngành, như là những cái báo cáo của mấy ông giám đốc đưa ra là gì, kế toán nó không thể thực hiện được. Vì bản chất những cái chỉ tiêu đấy nó có đâu đó ở chỗ khác rồi. Nhưng vì không biết khai thác ở đâu, xong cuối cùng đẻ ra một loạt các cái báo cáo mà nó cũng chẳng theo một cái chuẩn khoa học nào cả. Rất là khó để cho kế toán có thể làm. Và kế toán thì lại không tham mưu ngược lại để phân tích ở góc độ khoa học, để ra những cái báo cáo. Đấy, nó thể hiện cái sự minh bạch, đơn giản. Đấy, thế thì để mà nó chẻ nhỏ cái nội dung này này, trong cái kết quả kinh doanh này, đấy, thì tôi lấy ví dụ như là doanh thu. Cái số tiền để chúng ta bán các hàng hóa dịch vụ này mà anh chị có thể chia nhỏ như tôi vừa phân tích. Thứ hai, trong chi phí thì đối với kế toán nó chia ra thành là giá vốn, đó là cái chi phí sản xuất hoặc cái giá mua của cái hàng mua về để chúng ta thực hiện bán. Thế sau đó thì nó có một cái chỉ tiêu là lợi nhuận gộp, có nghĩa là lấy cái thằng doanh thu này trừ đi cái thằng giá vốn này thì là cái lợi nhuận gộp. Thế sau tiếp nữa đó là cái chi phí hoạt động, thì gồm có chi phí bán hàng và cái chi phí quản lý. Ngay cái nội dung này nhé, để chẻ nhỏ các cái mục chi phí này, nó liên quan đến cái khoa học của kế toán. Anh chị làm kế toán, anh chị phải tổ chức cái hệ thống tài khoản kế toán, tiểu khoản kế toán và các cái sổ chi tiết. Để từ đó khi anh chị nếu cần có phân tích một cái chỉ tiêu nào đó, anh chị có thể lôi ra. Đấy, tôi lấy ví dụ như là trong cái chi phí này chẳng hạn, hoặc là trong cái giá vốn này chẳng hạn, tôi muốn tách cái chi phí nguyên vật liệu riêng, chi phí tiền lương riêng, chi phí khấu hao riêng, vân vân. Những cái thứ này thì để từ đó tôi biết được, à vậy thì cái cấu thành của cái thằng này trọng yếu rơi vào đâu và có thể tiết kiệm được cái gì không. Đấy, quy mô doanh thu 100 tỷ thì cần bao nhiêu con người, mất chi phí thì bao nhiêu tiền lương, có cách nào để giảm được chi phí đấy không, vân vân. Khi anh chị lập ra một cái bảng kế hoạch như thế này, đầu tiên là bảng kế hoạch kinh doanh, sau đó hàng tháng, hàng quý,
thậm chí hàng tuần hàng ngày chúng ta xem cái kết quả đấy, nó có mấy cái chỉ tiêu này thôi, thế tại sao tôi nói kêu là khó không làm được, rất vô lý. Giám đốc mà không đọc được báo cáo tài chính thì bắt buộc phải dành thời gian để tìm hiểu. Kế toán làm xong mà vẫn không giải thích được các cái chỉ số các báo cáo này, xong đó bị bắt giám đốc lại bắt là thì tao cần những thứ này mà xong trong hệ thống chúng ta tổ chức không đảm bảo, không lôi được ra các cái số liệu đấy thì bắt đầu rất là vất vả. Đúng không ạ? Đấy, sau đó thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thì nó bằng lợi nhuận gộp trừ đi cái chi phí hoạt động, nghĩa là chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Sau tiếp nữa một cái chi phí nữa cũng khá là nhiều tiền trong thực tế, đó là chi phí tài chính liên quan đến cái việc vay vốn, vay từ ngân hàng, vay từ các tổ chức tín dụng, vay từ các công ty tài chính, vay từ cá nhân, vân vân. Để chúng ta tính ra được cái chi phí này bao nhiêu, và cái chi phí tài chính này để tính ra xem là gì, nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm doanh thu, tất cả những cái thứ này chúng ta cần phải phân tích. Đấy, sau đó thì chúng ta mới lấy ra lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận hoạt động trừ đi chi phí tài chính, xong đến thuế thu nhập doanh nghiệp thì xem là gì, phương án kinh doanh có được ưu đãi gì thuế không, thuế suất là 20% thông thường hay là được giảm 50% hay được miễn bao nhiêu năm, miễn thì là do ngành nghề hay do vùng kinh doanh, vân vân. Để từ đó chúng ta biết được toàn bộ cái phương án như này. Thế thì khi mà chúng ta phân tích được chi tiết như này thì chúng ta biết được là à vậy thì doanh thu đến đâu là doanh thu điểm hòa vốn. Cố gắng thiết lập các cái nội dung giữa doanh thu, chi phí, và để biết được tối thiểu phải đạt được doanh thu bao nhiêu là đạt được điểm hòa vốn. Đấy, ví dụ như mỗi tháng đạt được 1 tỷ là mới đạt được điểm hòa vốn. Vậy thì xác định là nếu mà doanh thu dưới 1 tỷ thì đang rất khó khăn rồi. Nhưng bắt đầu trên 1 tỷ là bắt đầu ok rồi. Thế và các cái chỉ số liên quan đến các chi phí này thì chúng ta phải phân tích. Đâu là định phí, đâu là biến phí, đâu là chi phí cố định, đâu là chi phí biến đổi. Cái chi phí biến đổi là doanh thu càng tăng thì chi phí càng tăng, còn chi phí cố định thì doanh thu không tăng chi phí vẫn phải trả gần đấy tiền. Làm nào đó chúng ta chẻ cái chi phí này ra để mà chúng ta phân tích. Nếu lập cái bảng kế hoạch như thế này nó phải rất sát ngay từ ban đầu, từ đầu năm. Đấy, thế thì khi đó đối với ngành nghề khi mà lập cái kế hoạch này ra cái thì biết là tỷ lệ sinh lời là bao nhiêu, điểm hòa vốn là ở đâu. Thì chỉ cần nói luôn doanh thu tháng này bao tiền thì đã biết được ngay lợi nhuận có thể được khoảng bao tiền. Tại vì nó có công thức, nó có tỷ lệ thôi. Chứ không có để đợi kế toán nên báo cáo đến cả tháng sau vẫn không ra được. Rồi cũng chả biết là có lợi nhuận là bao nhiêu. Đấy, thì tất cả các khoản chi phí này và tất cả các cái nội dung liên quan đến các báo cáo kết quả động kinh doanh này chúng ta cần phải chi tiết. Nhất là các về công tác kế toán quản trị, quản lý hệ thống nội bộ. Anh chị mà không có được cái thứ này thì điều hành doanh nghiệp làm sao? Khi mà chúng ta làm rõ kỹ được cái vấn đề này, chúng ta còn biết được à doanh thu thì chúng ta còn nên tập trung vào nhóm sản phẩm dịch vụ nào. Còn nhóm sản phẩm dịch vụ nào là để chúng ta bán để có được số lượng thị phần lớn nhất, số lượng khách hàng nhiều nhất, nhưng mà lợi nhuận có thể là nhỏ. Còn vào thị trường ngách, nhóm sản phẩm dịch vụ nào mang lại cho chúng ta lợi nhuận cao, giá trị hợp đồng cao, chi phí, cái cơ hội, các cái chi phí để mà chúng ta thực hiện được cái vấn đề đấy, để mà từ đó ban giám đốc mới có những cái chiến lược để điều hành tập trung vào các cái nhóm sản phẩm dịch vụ như thế nào cho nó hài hòa, phù hợp, đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đấy, thì tôi vừa phân tích với anh chị về cái báo cáo kết quả động kinh doanh. Ngoài ra nó còn có một cái chỉ tiêu này nữa, đó là phân tích cái lợi nhuận trên tổng cái tài sản. Đấy, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Đấy, tôi rất là quan tâm đến cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Đấy, tại vì chúng ta nếu như mà đọc kết quả hoạt động kinh doanh, chúng ta chỉ tính được cái lợi nhuận trên doanh thu thì cái này chưa đủ. Là để biết được à tỷ lệ sinh lời của cái ngành này là bao nhiêu. Nhưng mà nó sẽ có một cái nữa là cái vòng quay của hoạt động. Đấy, tôi lấy ví dụ như là gì, vừa rồi chúng tôi có làm việc trong một cái doanh nghiệp chuyên về sản xuất. Thế thì cái vốn mà họ đầu tư chỉ mất 15 tỷ thôi, mà họ tạo ra một cái nhà máy là doanh thu được khoảng 100 tỷ trên năm. Tỷ suất sinh lời của họ nó khoảng 15-20%.
kỳ vọng là được 20%, còn tối thiểu thì được 15%. Thế vậy thì lập tức lúc đó hàng tháng, hàng quý chúng tôi sẽ phân tích cái tỷ suất lợi nhuận trên cái hệ thống của doanh nghiệp thu được hàng tháng hàng quý trên cái vốn chủ này, để biết được nếu như mà lợi nhuận của họ, ví dụ tổng tài sản, nguồn vốn của họ góp vào, còn đâu họ có thể đi vay bằng vốn lưu động, thì cái vốn chủ sở hữu này, họ có 15 tỷ mà một năm họ lại kiếm được lợi nhuận 15 tỷ thì cái phương án này nó quá là khả thi, quá là ok. Nếu như tất cả các cái vấn đề khác về rủi ro khác chúng ta phân tích là ok. Thế cho nên là gì? Cái nội dung về các cái chỉ số này thì tôi cũng trích một phần của phân tích những cái thứ rất là quan trọng thôi. Nhưng nếu anh chị nào mà chơi chứng khoán thì thấy là những các cái chỉ số này khá là cơ bản. Để chúng ta biết được là gì? Một cái đồng vốn mà chúng ta bỏ ra để chúng ta đầu tư ở đấy thì chúng ta thu về được bao nhiêu lợi nhuận và bao lâu chúng ta thu được về hết. Quan trọng. Thế thì vậy thì trên cái báo cáo kết quả đồng kinh doanh mà anh chị làm kỹ như thế này, theo từ cái nội dung như này anh chị chuyển sang để mà làm một cái báo cáo thật tỉ mỉ, chi tiết, kỹ, làm ngay từ đầu năm ra để theo dõi hoạt động của từng tháng một, thì lập tức là gì? Chúng ta sẽ có được cái thông tin rất là ok. Đó. Một cái báo cáo thứ ba đó là dòng tiền. Đấy, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thế thì trong cái nội dung mà báo cáo lưu chuyển tiền tệ này thì nó thể hiện về cái dòng tiền của doanh nghiệp thôi. Đấy. Trong báo cáo tài chính nó có 3 cái cần được kế toán: kết quả đồng kinh doanh và sau đó thì báo cáo dòng tiền, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong cái dòng tiền này ở trên cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì nó có 3 cái, đó là dòng tiền đến từ hoạt động kinh doanh, thu, chi và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Sau đó tiếp nữa là cái dòng tiền từ hoạt động đầu tư, nó cũng có khoản thu, khoản chi và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư. Tiếp nữa đó là dòng tiền từ hoạt động tài chính, có khoản thu, khoản chi. Vậy thì báo cáo dòng tiền ấy, và chúng ta cứ kêu là cái báo cáo này nó rất khó trong quá trình khi anh chị phát hành về báo cáo tài chính ấy, là đây là một trong những cái nội dung mà anh chị hay vướng phải. Không lập được, lập nó ra không ra số, có đúng thế không ạ? Thế thì thật ra báo cáo dòng chuyển tiền bản chất là báo cáo cái hoạt động thu vào và chi ra thôi, và theo hướng dẫn của chế độ kế toán và cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông qua trực tiếp này thì nó có 3 cái nhóm như thế này, và chúng ta tách được 3 cái dòng tiền, đó là hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Cái thứ mà chúng ta không ra được cái báo cáo các cái chỉ số là vì lý do là chúng ta không tách được 3 cái quỹ này ra. Đấy, tôi lấy ví dụ như là gì? Cái quỹ để hoạt động đầu tư, đó là xây dựng, đầu tư, mua sắm máy móc, nhà xưởng, nó là quỹ hoạt động đầu tư. Chúng ta phải tách riêng ra. Thế còn cái hoạt động kinh doanh thì khi có rồi thì bắt đầu nó hoạt động kinh doanh, các cái vốn ngắn hạn. Thế nhưng chết cái ở trong doanh nghiệp là chúng ta nó cứ lẫn lộn, nó không phân ra được. Dẫn đến là gì? Cái báo cáo dòng tiền của chúng ta nó khá là lộn xộn khi mà chúng ta làm mãi nó không ra. Đây thì trên cái hoạt động kinh doanh thì nó có thu tiền từ hoạt động bán hàng, rồi chi trả cho nhà cung cấp, chi trả tiền lương, chi trả tiền lãi vay, chi trả thuế thu nhập, và tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác và tiền chi ở đồng kinh doanh và lưu chuyển tiền thuần là tổng thu trừ tổng chi. Bản chất nó chỉ có thế này thôi. Nếu như trên hệ thống tổ chức ghi sổ kế toán của anh chị mà anh chị tách nguyên cái dòng tiền của anh chị ra, cái quỹ mà được nguyên hoạt động kinh doanh của anh chị ra, thì nó có 7 cái chỉ tiêu này thôi, làm sao mà khó được, phải không ạ? Đấy, nó khó là bởi vì nó lẫn cái đoạn sau này vào, thế nào không biết là cái thứ này nó đang là cái gì. Hệ thống tài khoản nó không được nhất quán được tổ chức. Đấy, kế toán nó là khoa học, là nghệ thuật, thế bắt đầu anh chị cho vào đấy lung tung thì dẫn đến số nó ra nó không khớp, không cần. Chứ còn phân tích về cái báo cáo này nó chỉ như vậy thôi. Sau đó cái thứ hai đó là gì?
cái dòng tiền của hoạt động đầu tư là tiền chi mua sắm tài sản cố định và các cái đầu tư dài hạn, cái tiền thu về từ thanh lý tài sản, tiền chi cho vay và các đầu tư khác, tiền thu cho vay và các khoản đầu tư và đơn vị khác, tiền thu lãi cho vay và cổ tức được chia, và nó ra được cái lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư. Đấy, thì cũng xin phân tích với anh chị như vậy. ACMN thì là đơn vị chuyên làm về phần mềm. Thế nên là khi mà chúng ta cung cấp cái phần mềm thì cũng cố gắng là lập lên cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ để vét cạn các cái tình huống. Đấy, thế nhưng tuy nhiên rằng là gì? Thì vào anh chị không tổ chức cái công tác kế toán, không tách được các cái dòng này ra, mà anh chị hạch toán được chung lộn xộn lung tung, bắt đầu anh chị không gọi ra được cái báo cáo này, thì cái vấn đề đó là do người dùng. Rồi tiếp nữa đó là lưu chuyển từ hoạt động tài chính, thu tiền từ bán cổ phiếu góp vốn, rồi là chi trả lại tiền góp vốn mua lại cổ phiếu, thu tiền từ đi vay, chi tiền từ trả gốc vay và nợ tài chính, rồi chi trả cổ tức cho các cổ đông, lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính. Thế thì bản chất của cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ và cái dòng tiền của doanh nghiệp nó chính là cái này. Từ cái nội dung này, ở trong doanh nghiệp anh chị cần phải trẻ nhỏ ra, nó dựa trên nguyên tắc như thế này, thì anh chị hoàn toàn có thể xây dựng các cái báo cáo quản trị nội bộ của anh chị. Ví dụ như là cái chi này anh có thể trẻ nhỏ ra để anh biết, ví dụ chi lương thì lương của bộ phận nào, để biết xem là bộ phận nào thì đang tối ưu, bộ phận nào thì chưa, bộ phận nào chiếm bao nhiêu, thì cái nội dung và kế hoạch thu chi của trong doanh nghiệp hàng tháng anh chị lập lên và dựng lên được như thế thì tôi cho rằng rất là ok. Và trên cái bộ báo cáo tài chính gồm có cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, thì có hai cái báo cáo mà đầu năm trong doanh nghiệp bắt buộc phải làm, đó là cái kết quả của kinh doanh, cái P&L, để biết được năm nay kỳ vọng doanh số đạt bao nhiêu và sẽ có được lợi nhuận dự kiến là bao nhiêu. Kể cả là những cái báo cáo đấy anh chị khi chưa có cái số liệu, nhất là doanh nghiệp anh chị mới bắt đầu thành lập thì anh chị vẫn phải lập, để sau đó anh chị quá trình điều hành chạy hoạt động anh chị có thể phải sửa để cho nó phù hợp. Còn những cái doanh nghiệp mà họ đã hoạt động ổn định rồi thì họ đoán được trước doanh thu của năm nay, dựa vào năm trước, dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh của ngành nghề thì có thể đoán được, biết được, để từ đó chúng ta điều tiết được doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Một cái báo cáo thứ hai rất quan trọng đó chính là báo cáo dòng tiền. Thì để từ đó chúng ta biết được là gì, trong tháng này gồm có những khoản thu là gì, cái khoản chi là gì, làm nào để anh chị làm chủ được cái dòng tiền đó, làm nào để làm chủ được tiền nó không bị đứt gãy, không bị ầm. Tất cả các khoản thu, ví dụ thu từ bán hàng, ví dụ như tại sao là gì, nó có hai cái báo cáo như thế này. Doanh thu không có nghĩa là thu được tiền, tại vì nó còn đang nợ, bán hàng nhưng chưa thu được tiền. Mà nợ tốt thì không sao, nhưng nợ xấu là chết rồi. Thế cho nên toàn bộ tất cả những cái nội dung này, cái báo cáo về dòng tiền, báo cáo về lưu chuyển tiền này là một báo cáo rất quan trọng. Hai cái báo cáo này trong doanh nghiệp bắt buộc phải lập từ đầu năm, chia hàng quý, chia hàng tháng, thực hiện hàng ngày, ghi chép, để từ đó điều hành của doanh nghiệp nó luôn luôn chủ động. Đấy, thì tôi muốn phân tích với anh chị nội dung đầu tiên trong cái buổi ngày hôm nay, đó là định giá doanh nghiệp và huy động vốn. Thì nội dung đầu tiên nói với anh chị về ba cái báo cáo, đúng không? Giá trị doanh nghiệp là thể hiện ở trên cân đối kế toán. Tôi giải thích anh chị là giá trị ghi sổ và giá trị thực tế khi mà kiểm kê đánh giá lại, đúng không? Và dựa tiếp nữa là cái phương án kinh doanh có khả thi hay không, dựa vào báo cáo kết quả động kinh doanh để biết được rằng doanh thu là bao nhiêu, lợi nhuận trên doanh thu là bao nhiêu và lợi nhuận trên vốn chủ là bao nhiêu, để từ đó chúng ta biết phương án có khả thi hay không, thì chúng ta mới gọi vốn được chứ, người ta mới sẵn sàng người ta thả vốn vào chứ. Rồi chúng ta phải làm chủ được dòng tiền. Có những lúc doanh nghiệp mà nó bị ách tắc dòng tiền, ví dụ ngân hàng dừng không cho vay nữa, nợ đến hạn trả thu về không cho vay nữa, nhà cung cấp dừng không cho nợ nữa,
vân vân, thì lập tức lúc đó chúng ta phải có ứng phó như thế nào để xử lý được cái dòng tiền như thế này, chúng ta biết được các hoạt động thu chi, chúng ta làm chủ được dòng tiền. Ngoài ra thì nó cũng có thể có các chỉ số để phân tích về cái này. Đấy. Thì khi anh chị lập ra được thì ok. Đến cái nội dung thứ hai, đó là gì? Ở trong cái doanh nghiệp của chúng ta, khi mà anh chị muốn để đi gọi vốn ấy, từ ngân hàng hay là từ các cổ đông khác ấy, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch kinh doanh. Nó bắt nguồn từ cái vấn đề là chúng ta lựa chọn ngành nghề gì, sản phẩm dịch vụ là gì. Chúng ta phải xác định được sứ mệnh của doanh nghiệp, tầm nhìn của doanh nghiệp, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Cái thứ mà nó mang trong một cái tinh thần doanh nhân, một cái tinh thần của một cái doanh nghiệp, mà người ta nó tràn cái năng lượng và nhiệt huyết, nó thể hiện qua những cái điều căn bản nhất. Đầu tiên là cái nội dung này, sau đó nó quay ra nó lập cái bảng kế hoạch kinh doanh dự kiến. Đấy, tôi nói với anh chị như ban nãy bảng kết quả kinh doanh ấy. Rồi kế hoạch dòng tiền thu chi, rồi kế hoạch sản xuất sản phẩm dịch vụ, kế hoạch bán hàng, truyền thông tiếp thị, vân vân, tất cả những cái nội dung đó nó phải thể hiện ra được một phương án, một bảng kế hoạch kinh doanh hấp dẫn, khả thi. Thì từ đó chúng ta có thể thuyết phục được người khác cho chúng ta vay tiền, góp vốn cùng với chúng ta. Tất cả những cái nội dung đó nó có cái rủi ro gì không? Trong cái phương án kinh doanh này rủi ro gì không? Mà chúng ta liệt kê hết tất cả phương án ra mà chúng ta tìm phương án khắc phục và chứng minh được rằng đây là phương án an toàn, khả thi, đáng để đầu tư. Thế và vốn của hoạt động kinh doanh thì có cái vốn đầu tiên, đó là vốn chủ, dựa trên cái giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, đăng ký cái vốn điều lệ và các cổ đông ban đầu tham gia góp vốn kinh doanh. Thì nó có cái khái niệm là vốn điều lệ không có nghĩa là vốn kinh doanh, tại vì vốn điều lệ mới chỉ là đăng ký thôi, còn vốn kinh doanh là vốn thực góp vào. Đến đây cũng có vài anh chị mới ra mở doanh nghiệp cũng chưa hiểu cái gì cả, thế là mới đăng ký cái vốn điều lệ này 10 tỷ. Thế sau nghĩ rằng là đăng ký xong 10 tỷ là doanh nghiệp mình có 10 tỷ, nó đâu có. Anh chị phải móc cái tiền trong túi của anh chị nộp vào, đưa vào trong doanh nghiệp, nợ cho 111, có 411, nó hình thành ra số tiền đó. Và tiền đó nó phải được quản lý ở tại doanh nghiệp thì nó mới là vốn hoạt động kinh doanh, cổ đông có. Chứ không phải là làm mỗi cái chứng từ phiếu thu vào nợ 411 trong coi đấy là vốn, cuối cùng lại rút ra để làm việc khác. Thế thì nó được thể chế hóa từ điều lệ công ty, hồ sơ thành lập doanh nghiệp được cấp cái giấy phép chứng nhận kinh doanh và phải có chứng từ góp. Thì để từ đó nó là cái nguồn vốn đầu tiên, đây là vốn chủ của các cổ đông, của chủ doanh nghiệp, người ta bỏ vào người ta góp. Nay bây giờ đã góp 10 tỷ rồi mà doanh nghiệp vẫn nằm trong khó khăn, rất cần phải huy động thêm cổ đông, thì đến đoạn này nó có một cái đoạn nữa, đó là khi anh chị huy động vốn chủ này là vì doanh nghiệp đang rất cần tiền. Đấy, đoạn này quan trọng này, rất cần tiền để hoạt động kinh doanh, hay là cần những cổ đông họ tham gia vào đây, họ vừa làm chủ và cần cái nhân sự đó để giúp cho doanh nghiệp đấy phát triển lên. Thì từ đó chúng ta phải hiểu được rõ là doanh nghiệp cần cái gì và huy động như thế nào, làm sạch sẽ, minh bạch hóa trong cái vấn đề này. Đấy, thì cái nguồn vốn đầu tiên là vốn từ cổ đông. Cái nguồn vốn thứ hai là nguồn vốn từ vay. Đấy, thì vay bao gồm có vay cá nhân. Lúc đầu các doanh nghiệp mới thành lập ra còn không thể vay được ngân hàng cơ. Vay cá nhân thì cũng phải có các cái thỏa thuận rõ ràng, gốc, lãi. Sau đó thì huy động vốn từ các cái công ty tài chính, từ các cái tổ chức tín dụng, ngân hàng. Chúng ta phải có kế hoạch, có tài sản thế chấp, có phương án kinh doanh khả thi để rồi chúng ta mới có thể đi vay được cái vấn đề này. Đấy, thì cái nguồn vốn thứ hai là vốn này. Nguồn vốn thứ ba đó là gì? Từ một số nguồn huy động khác. Bao gồm có là việc đàm phán mà để khách hàng họ ứng trước tiền cho chúng ta để lấy tiền đi hoạt động kinh doanh. Có rất nhiều doanh nghiệp rất siêu và thành công trong nội dung này. Khách họ ứng trước tiền, chấp nhận giá tốt cho người ta, sản phẩm tốt cho người ta, dịch vụ tốt cho người ta, tạo uy tín,
họ ứng tiền trước cho chúng ta. Cho nên là gì, trong vốn của doanh nghiệp nó có vốn ngắn và vốn dài. Thì vốn ngắn là từ vay ngắn hạn của ngân hàng, từ việc khách hàng ứng trước cho chúng ta, từ việc chiếm dụng từ nhà cung cấp, để sao cho chúng ta phân tích được cái dòng tiền, cái nguồn vốn để hoạt động của doanh nghiệp được tốt. Đó. Thế rồi là có thể là gì? Từ các việc đàm phán, huy động khác. Có rất nhiều nhé. Tôi nói là gì? Những thứ này việc nào cũng là việc khó. Thì vay được tiền là cực kỳ khó. Làm được hay không là phụ thuộc vào chính cái uy tín, cái phương án khả thi, cái tài năng của chủ doanh nghiệp, của giám đốc doanh nghiệp. Để tạo được cái sự yên tâm, tạo ra cho cái người mà chúng ta chậm thanh toán, người ứng trường trước cho chúng ta vân vân, những khoản này mà họ cảm thấy không, sẽ chắc chắn không bị mất, thì họ sẽ sẵn sàng giúp chúng ta. Thì vậy thì nguồn vốn thì nó có ba cái là chính thôi, đó là gì? Từ vốn tự có của chúng ta, của cổ đông góp, vốn từ vay của các cái tổ chức tín dụng, vay của các cá nhân tổ chức tín dụng. Và cái thứ ba đó là gì? Từ việc chiếm dụng được nguồn vốn từ nhà cung cấp và khách hàng họ ứng trước cho chúng ta, vân vân. Để làm thế nào để chúng ta thực hiện được quản lý tốt trong doanh nghiệp, thì chúng ta thấy được là gì? Đây là cái sơ đồ, tôi phát họa cái sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Thì cái hội đồng quản trị ấy chính là đại diện cho các cái ông cổ đông mà có vốn, người ta có vốn vào. Còn ban giám đốc là cái ông mà trực tiếp điều hành của doanh nghiệp. Thế tại sao? Và xuống dưới các dưới này là các bộ phận phòng ban, tùy sơ đồ cơ cấu tổ chức căn bản nó như thế này. Thế thì ở đây nó có một cái điểm là thằng nào ký duyệt để hoạt động vấn đề liên quan đến thu chi, đó là giám đốc và kế toán. Toàn bộ các cái giao dịch là nó thuộc cái ban giám đốc và các bộ phận phòng ban này. Thế thì nó dẫn đến là cái việc là gì? Những cái ông tham gia đóng góp vốn này này, thì ông giám đốc này, ban giám đốc này có làm ok không? Thì nó sẽ dưới cái sự kiểm soát của cái ban kiểm soát. Thế thì nó có một cái đoạn đó là gì? Các doanh nghiệp lớn thì họ sẽ có ban kiểm soát. Thế bây giờ có 2-3 ông có vốn với nhau, tiền ăn còn đang chẳng có, thì làm sao mà hình thành ra được cái ban này? Cái ban này nó làm việc thì phải trả tiền chứ. Cho nên là cái bộ máy này nó phải tối ưu. Chính vì lý do đó mà trong cái hệ thống là nhiều lúc là ban quản trị này nó nằm trong ban kiểm soát luôn. Thì gì muốn để làm được cái vấn đề này, thì ở trong cái hoạt động quản lý này này, trong doanh nghiệp, anh chị phải có những cái quy chế tài chính, quy chế thu chi, kế hoạch, đúng không? Từ kế hoạch kinh doanh thì ban nay tôi nói là năm nay dự kiến doanh số bao nhiêu, không đạt được ông giám đốc phải giải trình. Thứ hai là kế hoạch thu chi, có kế hoạch doanh số hoạt động sản xuất kinh doanh rồi và có kế hoạch thu chi rồi. Tiếp theo là có cái quy chế, ai là người ký duyệt cho cái vấn đề này, các cái khoản chi như thế nào. Thì hội đồng quản trị khi mà nó thống nhất cùng ban giám đốc ban hành một quy chế như vậy, để ban giám đốc nó phải thực thi theo những cái nội dung đó, nó phải có kế hoạch. Thì ở đây nó mắc phải một cái đoạn rất lớn, đó là các cái doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 2-3 anh em bỏ tiền góp vốn, không, một thằng là giám đốc còn hai thằng kia không làm, không thống nhất được cái quy chế này, không tham gia vào giám sát, cuối năm mới họp chứ không phải là gì cuối tháng cuối quý, nó không có cái nội dung kế hoạch để mà chúng ta vừa bàn đến, thì dẫn đến là gì, phần đa trong vòng 3-5 năm đầu tiên là vẫn là lỗ. Thì dẫn đến là cái bộ phận ban lãnh đạo nó sẽ bị lục đục. Nguyên nhân của nó lục đục là bởi vì nó không minh bạch hóa. Cách để xử lý vấn đề này có hai cái việc. Việc thứ nhất là ban hành quy chế. Việc thứ hai là ứng dụng cái công nghệ vào. Đấy, ví dụ như ở bên Acement chúng tôi có cung cấp cái nội dung này. Chúng tôi sẽ tổ chức cái công tác kế toán, nghĩa là cái quy trình để quản lý về cái tài chính kế toán này. Phần vai ông giám đốc làm gì, kế toán làm gì, tất cả mọi thứ thông tin nó được văn bản hóa, thống nhất. Cái nội dung thứ hai là đưa cái phần mềm vào và mỗi một cái thành viên ở trên hội đồng quản trị này cấp cho ông một cái ID, ông vào xem toàn bộ các thông tin tài chính của doanh nghiệp hàng ngày. Ông chỉ vào xem thôi, ông cấp cái quyền xem thôi, ông không được sửa. Tức là tất cả các cái hoạt động thu chi rồi thông tin số liệu tài chính là hội đồng quản trị họ nắm được. Tài sản của họ mà, họ phải biết chứ. Họ sẵn sàng góp tiền vào đó và họ chấp nhận mất không còn đồng nào cả.
Nhưng họ phải biết là mất vì lý do gì và họ phải quản lý được cái điều đó. Còn nếu không thì cái đoạn này sẽ mâu thuẫn. Đấy, thì nếu anh chị nào mà có quan tâm chi tiết nội dung này thì liên hệ chúng tôi có thể tư vấn cho anh chị được cái đoạn này. Đấy, bản chất là đi giải quyết hai cái. Một là phải có cái quy trình, quy chế để giải quyết vấn đề này. Hai là phải có ứng dụng cái phần mềm để cài đặt phần quyền, ký duyệt hệ thống điện tử, tất cả các thông tin ở trên đó là hội đồng quản trị họ đều nắm được thông tin. Nội dung cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là ở trong doanh nghiệp chúng ta cần phải liệt kê các vấn đề rủi ro và chúng ta kiểm soát được các cái rủi ro đó. Thế vậy thì trong doanh nghiệp nó có những cái rủi ro gì? Thế tùy theo nhá, anh chị hãy cố gắng ở trong doanh nghiệp anh chị, tùy theo phương án kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh anh chị có thể liệt kê cho tôi tất cả các cái rủi ro. Ví dụ cái rủi ro đầu tiên đó là rủi ro về sản xuất, sản phẩm, công nghệ. Có rất là nhiều cái doanh nghiệp sản xuất là gì? Để tạo ra được cái sản phẩm nó có tính chất đảm bảo được chất lượng và ổn định. Đây là một vấn đề rất khó. Do dây chuyền, do máy móc, do tính chất sản phẩm, do ngành, do rất rất nhiều yếu tố, do môi trường. Nếu như sản phẩm này nó đủ, nó đã đảm bảo được rồi về vấn đề liên quan đến chất lượng. Đấy, hoặc là có những cái dòng sản phẩm nó liên quan đến công nghệ thay đổi cái sản phẩm nó không còn dùng được nữa, nó không còn phù hợp nữa. Cái rủi ro thứ hai đó là rủi ro về khâu marketing và bán hàng. Nếu không có kế hoạch tốt, không bán được hàng, không có truyền thông, không bán được hàng, không có kinh phí, không có kế hoạch, không có dự trù thì phải xác định xem là cái khâu bán hàng này rủi ro ở chỗ nào. Làm nào đó để chúng ta bán được hàng. Phòng marketing và phòng bán hàng, ban giám đốc cần phải xem là những cái thứ này là cái gì. Làm thế nào và những thứ gì để nó ảnh hưởng liên quan đến rủi ro của cái này. Và tiếp nữa là nó rủi ro liên quan đến nguyên vật liệu và hàng hóa đầu vào. Thế vậy thì cái nguyên vật liệu đầu vào của chúng ta nó từ nguồn nhập khẩu hay là từ nguồn trong nước, có bao giờ nó sẽ bị cạn kiệt không? Nó bị ảnh hưởng bởi giá của thế giới hay là giá ở Việt Nam? Cái tính chất này nó có ổn định không? Tại vì nguyên vật liệu đầu vào này mà về chất lượng và về giá cả nó không ổn định thì nó ảnh hưởng đến sản xuất ngay, ảnh hưởng phương án kinh doanh ngay. Ví dụ nguyên vật liệu đang nhập khẩu mà tình hình kinh tế thế giới đang lúng loạn như thế này, chiến tranh liên miên như này, vận chuyển từ nước ngoài về có rất nhiều tiềm ẩn rủi ro. Thế vậy thì cái phương án kinh doanh này nó sẽ rơi vào trạng thái rủi ro. Và kiểm soát về nhân sự, đúng không? Nguồn lực nhân sự. Rồi tiếp nữa là kiểm soát về tài chính, về kế toán tôi vừa phân tích xong. Nếu như mà trong doanh nghiệp của anh chị liệt kê tất cả các vấn đề rủi ro, ban giám đốc mà ban giám đốc hội đồng quản trị lược hóa được tất cả các vấn đề này, phân tích mà có phương án khắc phục cái vấn đề này, thì đâu đó nếu như cái rủi ro ở bất kỳ cái điểm nào nó phát sinh thì chúng ta sẽ có phương án để khắc phục, và phương án đấy mới được đánh giá là phương án khả thi. Đấy, thì đấy là cái nội dung của buổi hôm nay. Tôi muốn cùng với anh chị chúng ta chia sẻ về cái vấn đề định giá doanh nghiệp, huy động vốn. Có ba cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất tôi muốn nói với anh chị đó là gì? Định giá doanh nghiệp nó thông qua bộ báo cáo tài chính mà chúng ta phải đọc hiểu được cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ. Ba cái thông tin đấy nó bổ trợ để chúng ta xác định được giá trị của doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là nguồn vốn, thì nó hình thành từ vốn tự có, vốn chủ, vốn đi vay và vốn từ việc chiếm dụng được trong các hoạt động tài đàm phán của nhà cung cấp với khách hàng. Rồi tiếp nữa đó là liên quan đến cái quy trình quản lý của doanh nghiệp, kéo hội đồng quản trị vào thành ban kiểm soát, ứng dụng xây dựng cái quy chế tài chính và ứng dụng phần mềm. Cuối cùng là phân tích các rủi ro mà chúng ta kiểm soát. Đấy, thì đấy là những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với anh chị trong buổi ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.